Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Nếu như anh em đang bâng khuâng không biết lựa chọn vị tướng nào nên build ở giai đoạn đầu game, all in vào chơi cho nó khỏe thì anh em nhớ xem hết video nhá. Vì trong video này thì mình sẽ liệt kê cho anh em 10 vị tướng mà mình cảm thấy là nó mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên có một cái lưu ý là do cái tài nguyên có giới hạn, thế cho nên là mình chưa trải nghiệm được tất cả các vị tướng. Thế cho nên 10 vị tướng mà mình sắp nêu đây nó sẽ là ý kiến cá nhân, cũng như là nó sẽ đúng ở thời điểm hiện tại thôi. Còn có thể trong tương lai thì những vị tướng khác khi mà được phát hiện ra với sức mạnh khủng khiếp hơn thì nó sẽ thay thế top 10 vị tướng hiện tại. Thì anh em nhớ đăng ký kênh, nếu như nó có cập nhật gì mới mình sẽ cập nhật cho anh em nha. Top 10 là một vị tướng cực kỳ là dễ kiếm, đó chính là em Todo. Anh em nhìn thấy em này lực điền không? Khi mà đi chiến đấu thì cũng khá là ổn. Todo này khi đánh thì nó sẽ có thêm sát thương thiêu đốt cũng như là khắc tinh vào những cái vị tướng đỡ đòn á. Thì ở giai đoạn đầu anh em chủ yếu là đi vượt ải là chính. Thì khi mà chúng ta đi vượt ải sẽ có những cái ải mà nó có là boss chiến này này anh em này, thì sẽ phải đánh con boss, một con boss đứng hàng đầu thường là những con rất là trâu. Thì với vị tướng Todo này anh em hoàn toàn có thể đánh được con boss đấy dễ dàng. Và giai đoạn đầu thì anh em biết rồi, vượt được ải càng cao chúng ta sẽ được càng nhiều cái vé, có thể là chiêu mộ được nhiều tướng hơn. Đấy, nên là Todo có thể xếp hạng ở top 10 được anh em nhá. Rồi, mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng sức mạnh của Todo một tí. Hiện tại trong server của mình cũng có một bạn build Todo lên 10 sao. Thì mình sẽ cho anh em xem này, đấm cũng khá ổn đấy. Rồi đây, bắt đầu là đấm này anh em này. Đấy anh em thấy không? Đấm rất lực nhá, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Và ulti của em nó thì cũng rất thốn đấy. 10 sao nó đấm cho team bên mình, kể cả em Sukuna này mà rất dính cây máu nhá. Thế cho nên anh em đừng có khinh thường Todo. Với có 10 sao thôi nhưng mà cực kỳ khỏe, máu nó vẫn còn đầy kìa. Top 9 mình muốn xếp hạng đây đó chính là Mahito. Đây là một em tướng có khả năng hỗ trợ rất là tốt. Em này có khả năng hồi sinh lực rất nhiều. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái hiệu quả debuff, khiến cho kẻ địch bị giảm rất là nhiều chính xác công người các thứ nữa. Với cả có Mahito trong đội hình thì ít nhất trong hai hiệp đầu nó sẽ không bị gọi là sốc đa, bởi vì có cái khả năng là giảm công của kẻ địch không thể thanh tẩy luôn anh em nhé. Ở thời điểm hiện tại khi mà Sukuna này, rồi thì Gojo này, một số những cái vị tướng mà có sát thương vật lý cao ấy, thì với em Mahito đấy sẽ giảm được đam của mấy cái vị tướng đó, thì nó sẽ phù hợp trong những đội hình ở meta hiện tại anh em ạ. Top 8 theo cá nhân mình đánh giá là em Utahime này anh em này. Em này có khả năng buff cực kỳ ngon luôn. Trời ơi, hồi nhiều máu dã man anh em ạ. Đây, tướng có sinh lực thấp nhất meta, hồi lượng sinh lực bằng 230% công cơ mà, và tiếp tục là tăng 30% công. Cái này mà kết hợp với cả Gojo hay là Sukuna, đặc biệt là Sukuna, vì thường bây giờ Sukuna đứng hàng trước thì khả năng nó bị mất máu nhiều, mà tăng thêm 30% công lên thì Sukuna quánh đau lắm anh em ạ. Rồi tiếp theo nữa là giúp 3 tướng sinh lực thấp nhất meta hồi lượng sinh lực 158% công, 80% là xác suất thanh tẩy 2 debuff. Đấy, và đây nữa, khả năng chữa trị tăng 16% cộng với cả những cái skill hồi máu ở đây nữa, thì em Utahime này sẽ là một cái bình máu di động quá là ngon cho anh em nào mà đi vượt ải. Đặc biệt là trong cái phần thử thách vực sâu này anh em này. Đó, khi mà chúng ta đi thử thách ở đây thì máu của anh em nó sẽ mất dần đều theo thời gian. Thì nếu như mà có được cái em khả năng búp máu tốt như thế thì nó sẽ rất ngon lành, giúp cho anh em vượt ải cực kỳ là cao luôn. Đây, cho anh em nhìn thấy này, hiện tại là có bạn Murata Ebisu là ải 326, Mr. Jason là ải 320. Mình thấy một trong những lý do quan trọng mà bạn này có thể vượt ải cao như thế là trong đội hình của bạn đấy có em Utahime với khả năng hồi máu cực kỳ ổn. Thì cái thử thách vực sâu này nó sẽ rất là có lợi nha anh em. Mà khi mà đi thử thách vực sâu này được nhiều thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái XP này, thì sẽ dễ dàng nâng cấp level tướng hơn. Top 7 thì mình đánh giá là Sukuna Heian. Em Sukuna Heian này thì có khả năng thiêu đốt cực kỳ là khủng khiếp. Và bên cạnh đấy nó có khả năng chảm sát mục tiêu, nếu như sinh lực với mục tiêu thấp hơn 16% thì trực tiếp chảm sát luôn. Mà anh em biết rồi, thiêu đốt là nó sẽ thiêu đốt dần dần đúng không, thì cả team thiêu đốt, bởi vì là nó sẽ có một cái hiệu ứng là bị lan cái hiệu quả thiêu đốt đấy. Kể cả những kẻ địch nào mà không bị chọn là mục tiêu đánh ấy, mặc dù nó đánh có 3 tướng ngẫu nhiên thôi nhưng mà nó sẽ có hiệu quả địch lan thiêu đốt, thì thiêu đốt cứ đốt cháy máu và dần mà không được hồi máu hoặc là không có cái hiệu quả thanh tẩy đi á, thì đến khi nào đấy máu nó dưới 16% có khi là cả đội hình của anh em lăn đùng ra hẹo, do là nó có thêm cái khả năng chảm sát đây này. Tuy nhiên ở thời điểm này meta đầu này thì em Sukuna Heian này hơi khó build, thế thành ra là mình chưa đánh giá cao sức mạnh của em nó ở thời điểm hiện tại. Có thể là về sau thì em này sẽ mạnh, đứng nhất nhì game thì đấy thì mình chưa biết, nhưng mà ở thời điểm này thì mình tạm thời đánh giá nó ở top 7 anh em nhé. Top 6 thì mình thấy em Yuki thì khá là ngon ở cái vị trí này, bởi vì em nó có khả năng đánh toàn thể mục tiêu. Giai đoạn đầu chúng ta đi vượt ải thì cần những cái vị tướng mà đánh toàn thể mục tiêu ấy anh em ạ, có cái khả năng suy yếu nữa rất là ngon luôn. Bên cạnh đấy thì nó cũng có cái khả năng chảm sát mục tiêu, tuy nhiên là nó là phiên bản thấp hơn của em Sukuna Heian. Nếu sinh lực mục tiêu dưới 15% thì nó sẽ trực tiếp chảm sát luôn.
Nhưng mình thấy em Yuki này có khả năng bộc kích khá ổn nhé. Cho nên là nhiều khi mà chúng ta đi PK gặp em Yuki mà được build mạnh lên á, thì em nó đánh rất rát. Thời điểm đầu khi mà em này chưa bị giảm sức mạnh á, thì nó rất là bá luôn. Nhưng về sau giảm sức mạnh rồi thì nó may quá vẫn còn cái skill Phượng Luân này, là có cái khả năng suy yếu trong vòng 2 hiệp và kết hợp với cả cái Sơn Hà Thịnh nữa. Thì nếu như kẻ địch bị hẹo trong khi mà chúng suy yếu á, thì tướng Feta sẽ được hồi sinh lực. Thì cũng là một cái gì đó công thủ hơi hơi toàn diện một tí anh em nhé. Rồi, đây là sức mạnh của Maki anh em nhé. Anh em có thể thấy là tỷ lệ bạo khá là cao. Tất nhiên là ở thời điểm này sau khi giảm sức mạnh rồi thì vị thế nó cũng không còn được như ngày xưa nữa. Nhưng mà anh em có thể build lên 9 sao nhé, để sau này nếu như mà cần thiết thì có thể là sử dụng làm phôi để build cho những vị tướng khác. Top 5 thì mình thấy em Toji này cũng khá là hợp lý này. Bởi vì là em Toji này ngoài cái việc là đam phụ ra thì nó còn có thêm một số những cái hiệu quả khác, ví dụ như là ám sát đấy, giảm chữa trị cũng như là giảm thủ kẻ địch. Đặc biệt là trong đội hình của kẻ địch mà có vài em kiểu như là Shoko hay là mấy em búp kinh khủng các kiểu con đà điểu á, thì em Toji này sẽ khắc chế được một phần nào đó. Bên cạnh đó thì nếu như khi chiến đấu mà bất kỳ vị tướng nào trong team chúng ta có bạo kích thì Toji nó sẽ kích hoạt được cái hiệu ứng là chuyển hóa 7,5% sát thương bạo thành sinh lực và hồi cho toàn bộ tướng Feta luôn. Với cái hay của em này nữa là nó có khả năng khóa chiêu, không cho kẻ địch dùng chiêu anh em nhé. Đấy, thế cho nên là mình đánh giá em Toji khá cao. Top 4 là mình thấy có em Hana đặc vụ này, skill hay vãi anh em ạ. Đây này, thứ nhất là bảo vệ hai tướng công cao nhất Feta. Đấy, em này là một vị tướng đỡ đòn nhé, rất là trâu luôn, có khả năng thanh tẩy rất tốt. Và đây, khả năng tăng thủ rồi tăng miễn thương rất rất nhiều luôn, diệt búp luôn, ưu tiên thanh tẩy tất cả đi búp của bản thân, hồi sinh lực bằng 25%. Mình thấy là cái skill này ấy, thì nếu như nó mà búp được cho toàn thể đồng đội nữa thì nó còn bá nữa. Đây, khả năng miễn sát thương của nó tăng vĩnh viễn 15%. Và khi công có 25% tướng địch giảm 30% thủ thì thôi rồi lượm ơi luôn. Kết hợp với quả bạo kích nào đó của Gozo hay là Sukuna chẳng hạn thì kẻ địch sẽ nằm xuống ngay lập tức anh em nhé. Bạn top 3 lực chiến trong server của mình ấy, đấy, cũng chơi em Hana đặc vụ. Và anh em thể thấy là Sukuna đánh một hàng dọc này luôn thì nó vẫn là phản đòn này. Đây, tiếp tục nó sẽ phản đòn này. Đó, nó đánh một cực kỳ thốn luôn nha. Nhìn Gojo với cả Sukuna của mình là máu mất đi cả một thanh ấy này, máu nó vẫn đầy nguyên ấy. Anh em thấy không? Khó chịu lắm. Nên là nếu như anh em có được vị tướng Hana đặc vụ này thì hoàn toàn là có thể yên tâm build chơi về lâu về dài, quá ổn luôn anh em nhé. Mình thấy đây là một trong những vị tướng tanh cơ mà vừa có sát thương cao vừa có khả năng gây ra những cái hiệu ứng cực kỳ khó chịu ấy. Chơi về late game luôn vẫn ổn áp anh em nhé. Nhưng đứng ở top 3 thì mình thấy em Shoko Heian này quá ngon. Đây này, toàn bộ Feta hồi lượng sinh lực còn 81% công và tăng 30% công nữa. Ngoài búp máu ra thì em nó còn búp cả công nữa, rất chất. Riêng em Shoko Heian này thì nó khác biệt bởi vì nó có thêm khả năng hồi sinh của tướng Feta này. Đấy, và hồi lượng sinh lực bằng 158% công. Nếu không có tướng tử trận thì giúp tướng sinh lực thấp nhất Feta hồi lượng sinh lực bằng 230% công. Đấy, hơi bị ngon lành luôn nha. Và cuối cùng là cái bị động này thì nó cũng giống như là một số những em tướng khả năng búp khác, là khả năng chữa trị tăng 16% thì sẽ giúp cho khả năng hồi máu của nó nhiều hơn. Nhưng quan trọng là nó có thể hồi sinh được. Với khả năng hồi sinh này thì rất là ngon lành cành đào rồi. Team của chúng ta có thêm một mạng nữa thì anh em biết rồi đấy, nó khỏe hơn rất là nhiều. Đặc biệt là hồi sinh mà Gojo hay là Sukuna này thì thôi rồi là mơi luôn. Và tất nhiên rồi, đây là một trong những vị tướng mà các top server rất thích chơi. Đây, cho anh em xem luôn. Top 1 yêu lực server của mình thì cũng có em Shoko Heian luôn, với khả năng búp cực kỳ gắt. Em này cứ build thêm vào cái phần nhanh nhẹn nữa là tuyệt vời luôn này. Búp khủng khiếp lắm. Với em Shoko Heian đấy thì sẽ giúp cho anh em có thể đi được tất cả những cái hoạt động, từ thử thách vực sâu này, từ đi vượt ải này, cho đến leo tháp thần này, rồi thì đi PK đều có lợi cả. Thế cho nên là anh em sở hữu được Shoko Heian thì nên khóa lại và build bắt chơi về late game luôn anh em nhá. Tuyệt vời mặt trời luôn á. Top 2 ở thời điểm hiện tại chắc chắn là mình muốn nói đến em Sukuna rồi. Đấy cũng là lý do tại sao mình nâng em nó lên em 1. Em này thì có khả năng sát thương khá là to. Và anh em biết rồi, ở giai đoạn đầu nếu như mà chúng ta có nhiều búp biến đâu mà không có sát thương chủ lực thì chắc chắn là không thể nào mà tham gia những cái hoạt động nó ổn áp được. Em Sukuna này ngoài khả năng gây sát thương to ra thì nó cũng có một số hiệu ứng khó chịu, ví dụ như là khóa kỹ năng. Đấy, nếu như là tướng công phép thì sát thương tăng 30%. Tức là khắc chế cứng và những em nào mà là sát thương phép, nội tại của em nói là tăng rất là nhiều công như là tăng bạo. Đây, cái ulti của nó thì gây cho tướng sinh lực thấp nhất phe địch là 375% sát thương, tức là nó có thể đánh được vào những cái vị tướng kiểu như là chủ lực hoặc là hỗ trợ của kẻ địch ấy, thì rất là khó chịu nha. Anh em có thể nhìn thấy Sukuna cũng được ưa chuộng rất nhiều nha, top 1 server này, top 3 cũng có này, và mình đây thì cũng đã nâng được Sukuna lên E1 này.
mình sẽ đánh với bạn top 3 nhé. Anh em có thể nhìn thấy này, sơ sơ đấy, đánh một hàng dọc như thế này rất là hợp lý luôn. Đặc biệt là những bạn nào mà để đội hình tam giác kiểu như thế này, có hàng dọc ở đây thì Sukuna sẽ rất là hợp lý, đánh luôn. Đây, anh em có thể nhìn thấy sức mạnh của Sukuna nhé. Cao cầu cắn xé một mục tiêu, kể cả là Hana đặc vụ đi chăng nữa thì vẫn phải chịu sát thương như thường thôi, gần đi cả cây máu luôn anh em nhé. Đấy lý do tại sao mà sát thương chủ lực Sukuna vẫn được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, và anh em hoàn toàn có thể tự tin vào build vào nó nha anh em ơi. Và top 1 server ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ không ai qua mặt được Gojo về lượng sát thương gây ra rồi anh em ơi. Mình thấy quá xứng đáng cho thầy gỗ khi mà đứng ở top 1 nha anh em. Lượng sát thương của nó thì nếu như nói về solo thì chắc là không ai có thể ăn được Gojo mất. Đây này, gây cho tướng địch 600% sát thương cơ mà. Và sát thương thì chia đều cho tất cả các mục tiêu, nhưng mà kẻ địch mà càng ít mục tiêu thì sức sát thương nhận vào càng lớn. Thêm cái hiệu ứng nữa khá là đặc biệt với em Gojo là khi sinh lực bản thân dưới 50% hoặc là đầu bị khống chế sẽ tự động xóa, và cũng như là kèm kháng khống chế. Đấy, sát thương tăng 15% và duy trì trong vòng 4 hiệp cơ. Tất nhiên là mỗi hiệp chỉ kích hoạt một lần, nhưng như thế là đủ rồi anh em nhá. Với lượng sát thương của Gojo gây ra thì chỉ như thế này là ok rồi. Đây nhá, mình sẽ cho anh em xem sức mạnh của Gojo top 1 server của mình. Tất nhiên em này khá là khó build, nhưng mà khi mà có được sức mạnh thì em nó đánh quá kinh khủng luôn anh em ạ. Nâng được lên thì thôi rồi luôn, bá chủ server anh em ạ. Gojo của mình thì cũng mới có 8 sao thôi, nên là lượng sát thương gây ra chắc chắn không bằng Gojo team bạn rồi. Đây, anh em nhìn này. Đó, thấy chưa? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời đất ơi, cay thực sự luôn em nhé. Và kết hợp thêm cùng với một em có khả năng búp hồi sinh các kiểu như là Shoko Heian này thì quá tuyệt vời. Cánh team là chuyện không hề khó anh em ạ. Thì đó, mình muốn chia sẻ cho anh em để những anh em nào tân thủ hoặc là đang chơi game mà chưa biết hướng đi như thế nào thì có thêm một sự tham khảo nhé. Tất nhiên là còn một số những vị tướng nữa mình cũng thấy khá là mạnh, nhưng mà hiện tại nó hơi bí ẩn một tí. Ví dụ như là Gojo Heian này, hay là một số vị tướng như kiểu là Mei Mei Tử Thần các kiểu. Thì trong thời gian tới nếu như có khả năng lấy được những vị tướng đấy và test sức mạnh thì mình sẽ tiếp tục review và cập nhật cho anh em nha. Chính vì vậy mà anh em nhớ đăng ký kênh cũng như cho mình xin nút like để mình có thêm động lực nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.